Nếu mà hái lúc mà cái ngọn nó còn bé thì nó còn nhiều nhựa hơn thì nó sẽ tốt hơn. Còn không thì cái này mình hái thế này cũng là được rồi chứ không có già quá. Xin chào mọi người, quay trở lại với kênh của Thúy và Yuri Family. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người về một hương vị đặc trưng của người Bắc Âu, đó là mật thông. Xin mời mọi người cùng đi theo gia đình mình đi hái ngọn thông về làm mật nhé. Khung cảnh thì rất là mát rượi, xung quanh rất là nhiều cây cối và nhất là tiếng chim hót, tiếng của thiên nhiên á. Mình hy vọng là mọi người cùng có thể nghe và tận hưởng những cái không khí bình yên của Bắc Âu như thế này. À, đây là cũng là lần đầu tiên mà em Bon đi qua cây cầu khỉ à. Gần giống cầu khỉ nhưng mà không phải, đi qua cây cầu bé tí teo như thế này cũng mẹ nhưng mà rất là ngoan à. Dũng rất là dũng cảm, vẫn đi rất là giỏi luôn. Vì trải qua một mùa đông dài cho nên là muỗi ngủ đông, bây giờ hè muỗi nó dậy, trời ơi con muỗi nào con muỗi nấy nó to như con ruồi dã man mà nó cắn rất là đau mọi người ạ. Nếu mà muỗi này cắn thì để lại nốt cũng rất là to nữa, cho nên là bọn mình sẽ vào chơi một chút xíu. Bọn mình không có đi sâu vào rừng tại vì có em Bon á, nên chỉ đi cách nhà tầm 300 m thôi. Gọi là rừng nhưng mà thực ra là cái nơi để mọi người đi dạo mùa đông, mùa hè rồi đi tập thể dục vậy á. Nhưng mà mọi người rất là thích á, đi dạo trong rừng. Mọi người đây đây là ngọn thông, mình đang hái ngọn thông đây nha mọi người. Em Bon thì có đam mê xúc xúc vào cào đất, cào cát. Nhưng mà em Bon bình thường có một cái cào màu xanh á mọi người. Thì đi đâu Bon cũng cầm hết, ngay cả đi tiêm vaccine Bon cũng cầm phải cầm cái cào đó vào phòng khám, rồi đi chơi, đi chợ, nói chung là đi đâu cũng cầm cái cào đó. Nhưng mà vừa rồi lên thủ đô chơi thì em Bon bị làm rớt cái cào xuống biển rồi á, nên bây giờ không có cào để cào, cũng cầm cái xẻng này để thay thế. Nhưng mà cái xẻng thì không xúc được nhiều, chủ yếu là em Bon rất là thích cào thôi. Con ơi, con đi đâu á? Bon ơi, con đi đâu vậy? Đi đâu á? Đi chơi hả? Bye bye. Ok, go ready. Bon ơi. Con đi đâu đây? Con đi đâu ấy, đi về hả? Phải đón em Bon đi về hả? Em Bon chạy sợ quá hả? Thanh niên mang bịp. Vừa có tôi picking này. Tôi là cameraman. Mai Si thì sao? Mai Si không phải cameraman hả? Mai Si cameraman chú. Chú cameraman. Hi cameraman. Student. Cameraman student. Mình hái lá non thôi nhá mọi người. Hái cái cọng non này thôi.
Đây là hai cái ngọn thông này, mọi người thấy không? Thì nó có cái ngọn màu xanh như thế này, thì cái này mọi người có thể ăn luôn được, làm salad. Thì nó có một chút nhựa ở phía đầu này này. Thì nó hơi chua chua và chát chát. Bây giờ mình sẽ hái về để làm syrup. Nếu mà hái lúc mà cái ngọn nó còn bé thì nó còn nhiều nhựa hơn thì nó sẽ tốt hơn. Còn không thì cái này mình hái thế này cũng là được rồi, chứ không có già quá. Rất là dễ hái như thế này. À, vào mùa này thì là cuối mùa xuân và đầu mùa hè ở Phần Lan, thì ngọn thông ra ngọn non như thế này rất là nhiều và là thời điểm tốt nhất để hái ngọn thông để làm mật. Và cái mật thông này mọi thì mình rất là thích, cực kỳ thích luôn, thích nhất trong những cái loại mật được làm từ hoa lá cây, giống như là mật từ lá phong, mật từ hoa bồ công anh, thì mật thông là mình thích nhất. Mọi người biết vì sao không? Tại vì cái vị của nó rất là hấp dẫn và không có thể lẫn qua những cái vị khác được, rất là ngon luôn và rất là đặc trưng. Cái thứ hai nó là cái mùi của nó. Cái lúc mà mọi người uống trà, mọi người cho một chút mật này xuống quậy và uống thì nó rất là thơm, cái mùi giống như là mùi của Giáng sinh. Cho nên là nhà chồng của mình rất là thích cái mùi mật thông này. Có một điều nữa đó là cái màu nó cũng rất là đẹp và cái vị của nó rất là đặc sắc luôn. Đây là hoa rừng này mọi người, hoa dại nhưng mà đẹp quá à. Mình đã hái được từng này rồi, bây giờ mình sẽ mang vào nhà. Chỉ cần hái từng này là đã đủ cho một hũ syrup thông rồi, gọi là mật thông á, mình gọi là mật thông. Cả nhà lại rồng rắn đi về. Em Bon được ngồi trên vai bố rất là thích luôn, thích mà không chịu xuống luôn, thế là bố phải vác đi về kiểu như thế này. Chim hót lứ lo các thứ, nếu mà không có muỗi thì thích hơn rất là nhiều luôn, tại vì đầu mùa cho nên muỗi rất là nhiều và muỗi nó còn nhiều và nó rất là bự nữa, cho nên là rất là tội nghiệp em Bon nếu bị cắn. Thấy không, mọi người thấy không, từ nhà ra chỗ hái thông rất là gần như thế này. Hoa thông này mọi người, cái này là hoa của cây thông đó, đây là hoa thông này, mọi người thấy nó phấn không, phấn rất là nhiều này. Có nhiều người bị dị ứng vào cả cái phấn này á. Đấy, cái này hoa rất là nhiều luôn, bụi phấn dính cả tay. Sau khi mình đã rửa sạch rồi, đây là thông, ngọn cây thông sau khi mà mình đã rửa sạch. Chỉ rửa tại vì vẫn còn bụi với cả cái bụi phấn hoa của cây thông á mọi người, cho nên rửa cho nó sạch đi. Rồi bây giờ sẽ rửa cho sạch bụi là được. Xong bây giờ mình sẽ đổ thêm 75ml nước và đun sôi. Hình như hơi ít nhỉ? Thì mình sẽ đổ thêm 25ml nữa là thành 1 lít nước. Vậy là mình đổ tầm 1 lít nước vào đây. Để xem. Đó. Vậy là được. Không có nhiều nước quá, cũng không có ít quá. Để cho cái nhựa trong cái ngọn thông nó ra hết rồi. Bây giờ mình sẽ đun sôi nó. Đun sôi tầm 4 phút thôi, xong rồi tắt bếp để ủ. Nó vừa sôi luôn mọi người, sôi là nó chuyển qua màu này rồi. Thì bây giờ mình sẽ hạ nhỏ lửa xuống và mùi rất là thơm luôn, mùi thơm nhựa thông mà chua dịu nhẹ. Mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống một chút xíu và đun trong mấy phút, tại vì ngọn non cho nên mình không cần phải đun quá lâu ấy. Sao? Con giúp mẹ hả? Em Bon giúp mẹ hả? Mẹ đang nấu mà, chờ một chút xíu nha. Nói 4 phút nhưng mà em để sôi tầm 5 phút cho nó chắc. Bây giờ em sẽ tắt bếp và ủ trong tầm 10 đến 12 tiếng đồng hồ để cho cái tâm, để cho cái tinh chất trong cái nhựa thông trong cái lá nó sẽ ra hết đi. Em nếu mà mọi người dùng bằng lá già thì
mọi người phải để lâu hơn. Nhưng mà em trồng lá non cho nên nó sẽ ra nhanh hơn ấy. Em để tầm khoảng 8 đến 10 tiếng thôi. Thế là sau khi 10 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ mình sẽ vớt cái ngọn thông này ra. Mọi người thấy nước có màu đục không? Nước màu đục tại vì cái nhựa thông ra. Cái nhựa trong ngọn thông này này. Bây giờ mình sẽ vớt cái xác này ra. Cũng tương tự như nấu mật hoa mùa công anh mà hôm bữa mình làm á mọi người. Thật ra thì nếu mà không có ngọn thông non, mọi người có thể dùng bằng cành thông già cũng được. Không sao cả. Nếu mà còn cặn nhỏ thì mọi người có thể lọc như thế này cho nó nhanh, để nó ra hết những cái lá nhỏ luôn á. Thì trên cái thành này hơi màu hơi trắng trắng tại vì cái nhựa thông đó mọi người. Nước hơi bọt tại vì mình bị, không phải mình bị mà mình đổ nước hơi mạnh á. Mình đổ nước ngược vào hơi mạnh cho nên nó tạo một. Và thể tích bây giờ là 1 lít. 1 lít thì thường thì 1 lít sẽ bỏ 1 ký đường ấy. Nhưng mà mình sẽ bỏ ít hơn 1 ký đường. Nếu mọi người muốn đặc thì mọi người bỏ 1 ký. Còn không, nếu mọi người muốn bẵng thì và tầm 700g mình thôi. Bây giờ mình sẽ đun sôi. Bọt với cả vẫn còn mấy cọng này thì em sẽ rút sơ ra. Chút rễ to vào trên mức vừa một chút. Bây giờ em sẽ rút hết bọt ra. Đây là sau khi em đã đun được mấy 2-3 tiếng đồng hồ với lửa nhỏ mọi người. Cứ mỗi lần quậy như thế này thì nó sẽ lên bọt như thế này. Nhưng mà đó là bình thường không sao hết. Và cái màu syrup đó đã chuyển qua màu nâu này rồi. Màu nâu đỏ một chút xíu. Giống như là nhựa thông đó mọi người. Bây giờ em sẽ cho nó đặc hơn một chút xíu. Thì vẫn cứ, tại bếp nhà em là nấc 9 là cao nhất thì em bỏ là mức số 5 thôi. Cứ để nó đun riu riu như thế này để cho nó khô lại thì là được. Thì lúc đó thì mọi người chuẩn bị bình thủy tinh. Thủy tinh là tốt nhất. Thì em chuẩn bị bình thủy tinh này. Rửa đi, bình thủy tinh xong rồi rửa khô đi. Rồi lúc mà mình vừa tắt bếp thì mình sẽ cho vào bình luôn ấy. Bây giờ vẫn chưa được. Sau khi quậy lên mà thấy cảm giác hơi đặc tay một chút là bọt lên nhiều hơn lúc nãy thì em sẽ thử thêm một lần nữa. Kết lại sơ sơ này mọi người, lúc mà em nghiêng nó không có bị chảy theo cái dòng nghiêng của em á. Vậy là xong rồi á. Tại em không làm đặc lắm cho nên kiểu vậy là xong rồi. Bây giờ đổ vào bình thủy tinh này. Đây là hai cái lọ mật thông mình vừa làm xong này mọi người. Mật thông thì màu nó tối hơn là mật bồ công anh. Tại vì cái nhựa thông á mọi người làm cho nó có màu nâu đỏ một chút xíu và đậm hơn màu hoa bồ công anh. Thì cái này bây giờ mình sẽ mở ra cho mọi người cùng xem nhé. Vẫn còn một chút bọt này mọi người nhưng mà không sao hết. Đây mọi người thấy cái mật nó. Đến lúc mà để nguội thì nó đã đặc lại như thế này rồi. Tại vì mình không thích quá đặc á. Nên như thế này là vừa đủ. Màu của nó hơi có nâu đỏ một chút xíu. Rất là thơm. Thơm mùi của thông. Nó có vị chua thanh. Của một chút chua, một chút ngọt mà lại thơm của mùi thông á. So giữa mật bồ công anh và mật thông này thì mình thích mật thông này hơn rất là nhiều. Anh
Ngon. Video lần này đến đây thôi. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo. Hy vọng mọi người thích cái văn hóa và cái món, cái hương vị mật thông này của Bắc Âu. Hy vọng là mình có mang lại một chút đặc trưng của người Bắc Âu cho mọi người cùng xem. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo nhé. Bye bye đi. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Em Bon chắc là không bye bye được. Em Bon đang rất là nghịch lắm. Nè, bye bye nè. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Busy. Too busy. Quá bận rộn. Cho nên là không bye bye được. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo. Bye bye cả nhà.